Hello, nhớ xong rồi, nhớ xong rồi nên sẽ đợi tới nó của anh nên dùng xe sẽ tới nên là cho biết họ cởi English channel tới nó. Nếu nó bây giờ là cởi cho simple past, silly, the positive, negative, the question như là cái này ạ. Trong lý của đại video ổn đế, nó chỉ có cú cho hay thì nhớ cho present. Progressive nó đó chỉ cú xa là hay tia cú xa khi ở khó tense có nó chỉ cứ chỉ cứ ấy bây chỉ compare là giống chỉ bị mu ok bây thêm cái xe dùng gì này ạ thầu bây chỉ bây thêm chín đủ đấy đấy nữa nè ở khó nó ý là simple past thì simple present chứ cái chỉ ý là sư đó chỉ có simple present chứ chỉ đó luôn nên đó chỉ nó họ có simple past nữa chứ chỉ đó luôn nên nhớ họ vừa ta là thế sư chỉ nó dùng ý là simple present đó chỉ mà nếu họ luôn nên nhớ ta lo rồi nhớ có ua ta lo rồi nhớ ý là của hai ý thứ tí nên ua nếu tao ta luôn nên cho chia là bỏ rồi nhớ giờ ua nếu chỉ ua gì là nó nấy chứ bây giờ sẽ ở khó nó ok nếu thế là bỏ khỏi chữ nó ok chị nói đâu bây giờ là cái chữ hay tia simple past positive negative and question này ạ ok chị biết sai positive negative thì how to make question ok cái nào ok biết sai từ subject xử lý thì do ai ta thì biết mà mu you mu we thì mu they mu he she it này ạ ok chị cứ vô chi ua nó đâu chị cứ sau khi học ok liền nó sẽ nói giờ có bỏ từ p nó chỉ nên xét tới positive hoặc có bỏ từ n nó chỉ xét tới negative silly question này hoặc có q nó nên chỉ question chị w nó chỉ wh question silly à cho nên bây giờ học cần này ạ giờ nếu chỉ tao bảo để bây giờ cho nó chỉ nó là có cùng một check của họ channel để nó thia cứ cứ khép bút tao học bảo tôi liền cứ hay giờ có bảo ta cho nó chơi rồi có giờ cái share cho cái cần tao mica dùng cho tôi này ạ, nhớ cái chỉ tao subscribe nữa là cái chỉ là subscribe là chỉ nhớ đi tạm của khóa channel này nó cú cho video có thể đi bỏ nó ok, chỉ có positive, có positive form ở bên cái cỡ lo xử lý có có tense của khi này này ạ, chỉ có positive chỉ nước show lên nó là ok, positive giờ đó chỉ positive chỉ giờ một đôi sáng mảnh bôi giờ tay giàu à, có ua theo lương thầm bá đà bên thà thua thua bảy này ạ. OK, chế này là subject này ạ, subject bua đầu verb xong thì on bua đầu object nè OK, chế subject nó chế link từ là cái này do tu ua nó chế là subject hoặc verb chế là cần cách tham kể ua ua nói là speak, talk, listen, watch, thế nào là do a verb thành thơ OK, xử lý từ thà lu, long, biến dao, biến bể, thế nào là gì do nữa OK, chế object chế do yo ý giờ khổng suy ạ xử lý tiệt rồi yo coi yo cú yo lên từ yo ý giờ khổng đã chi lo yo thì đừng nhớ rồi tọt cá đừng nhớ rồi tọt cá từ nó lại nó gì bé hoa object nó là khé giờ có positive form nó giờ cú yo hay tiệt I did my homework yesterday nó này ạ giờ cú hay tiệt cú ua cú li hồng vơ này ạ hồng vơ nó chỉ cho viết ban liền bảo hay họ mong nó chỉ cho kể coi cho là u họ lử tờ chế và li kể cần tao em này không mua họ lử cho coi cho là u tờ chế này ạ chỉ họ có túa tờ chế ạ giờ kể có u có chọn tao tờ có ngã tờ school rồi này ạ homework nó chỉ hôm nay yesterday nó chỉ cho năm mò này ạ chỉ cho cái trong tiền the past này ạ past chỉ cho luôn nên u ạ giờ li chín là thì thâu lò bỏ rồi giờ ít second thâu lò kia nó xứ giờ tôi giờ có thâu kia có u mù lở nó giờ sẽ tao tiền nhớ được pass nó ok pass là mình cả pass nó giờ sẽ tao tiền thâu nó này ạ ok giờ có negative form thì giờ có gì hay tiền I did not do my homework yesterday này ạ có tiền cú chi u cú chỉ nó là khé khó do not nó chỉ là có những cái tiền didn't nó là vậy có giờ thì do not là giờ didn't nó là khé I didn't do my homework yesterday nó là vậy ok chỉ nên tôi bỏ cái cú sau nó là vậy khó do nó chỉ có kế ua ua nó xin là khé kế ua này vậy kế ua chỉ còn nó chỉ có thể có chỉ ở còn nó mỗi kế này nó khé didn't nó vậy didn't nó vậy chỉ ua này vậy chỉ ô đó chỉ ô cú cho hồng vơ này ạ có hay chỉ lại tiền I didn't my homework nó là ok có did not nó chỉ thay đổi tiền no nó sẽ này ạ nó thay đổi tiền no nó sẽ là ok chỉ ô nó là ok chỉ ô nó mày ạ chỉ ô cú
cho homework năm mò này I didn't do my homework yesterday trên negative cho đó chỉ negative tí do tí giàu của hành mua hai tiền mua trong sáng mày lột ấy có thì có chữ u này tí giàu có chữ u tí giàu có hai nô cho có thể ơ cụ chỉ ni khó co lấy hai tiền ờ cụ chữ u giả co thế cụ chỉ khơi u giả co này ạ tên negative chỉ do là nó khé trên nhớ cho được khó đệ nữa nó này ạ giờ thì có hiểu hai nhớ được present thì có hiểu thì I do my homework every day này every day chứ thật là thật sự nó là khé vì thì ôi cái hai present simple nó giờ nó what regularly what ta nó ta li này ạ thì chỉ giờ thì có hai cái có uống nước mát sữa này có thể li thì I did my homework yesterday này ạ chứ what something is này giờ do xử lý luôn nên present ta chỉ nó họ để này chỉ luôn nên nhà ta thò lò past li ở bên này thì thò lò thầu tư là cái liệu chuối luôn nên nhà ta lò là sự chỉ là họ để này ok giờ họ tiếp bên tận nói giờ họ qua bên mà li thả tao cái ạ giờ lúc sau là positive subject bua đó verb xong thì ó giờ họ nó bua đó object thì object cái giờ my homework họ yesterday nó giờ luôn nên nhà ta lò bên chủ tao khía thì giờ thầu tư nó này ạ ok chủ bên khía họ này nọ thì bên qua sủ mũi giờ có giờ hai tới chín này thì thầu lò sủ mũi thì I did my homework 5 minutes ago nó là như tao vậy ok có giờ khía do thì thầu tư kia lúc sợ tư kia thì à bên chơi này thì thầu lò lại nó này ạ vì tiền này luôn nên nhà ta là xứ ok chế bé là nên sẽ còn nó này ạ nữ giới do negative là nữ yên mua subject thế nào cái mua subject cái nữ bua đó còn negative xưa này ạ xử lý tia còn được nát được nó này ạ còn nát nó chỉ nữ muốn chơi nó thì tia ở còn nó mà còn nó mà yêu có mất cho là ô question nó chỉ nữ ấy có helping verb xưa này ạ thì chỉ mà trong một sáng năm đầu nó cái bên do cái nông ít là cũng mà em mua học sinh giờ bây giờ thì tia yêu chỉ yêu để nó này nữ họ yêu đã chỉ thế nó này ạ ok chế nếu bỏ negative là nếu mà subject thì mà bua đâu còn negative nữa nó xin ok chế bua tỏ nó là chế giờ thì có tôi mua còn negative nó là nó chế khó nói giờ khó nhớ đó lương simple là xin ok nếu nhớ đó còn base form là xin đó khó thì à thật khó tỏ nói giờ negative chế khó nói nếu chưa negative nữa ok tỏ cái negative chế every xuất xuất khó verb nếu nhớ đó khó xong thì ý xin ok sự ý là à nuôi bé cái she doesn't là she does nó chế khó verb nó bé chỉ có nó ok khó bé có nhưng khó nó xin đó khó tiền did chế họ uo chế bớt cho khó nát cho chế có cho là uo của tao negative xin này ạ ok chế khó tỏ cái nó chế có chỉ có rồi ạ do not touch I know của bố thì anh ấy confused cho tôi chỉ sai một bé mama cỡ một nữa ok chứ họ question a yes thế no question này ạ cho yes thế no chứ xử lý tia ở lấy cho tiếng nó xin này ạ ok chứ nữa nó hơi tia did you do your homework yesterday nữa nó hơi tia có bùa ua này ạ có li hồng vơ nè có li hồng vơ nằm mò nó chỉ có yếu tế còn nó chỉ nữ như chúng vậy là simple present thế xin ok thì sẽ có giờ có date xin ạ chỉ có yếu tế thì yes I did yêu lưu của hai là nông pi lý cha chỉ có tế liền đó đó cái này ạ yes I did nó xin ok là she ở đây no I didn't là she ở đây no I did not là này ạ ok có tế có short answer chỉ có yes I did khó tỏ nó chỉ no I didn't lấy no I did not thì she có sẵn tế long answer này ạ chỉ có tế thì yes I did my homework yesterday là she học có yếu thì no I didn't do my homework yesterday nó là ok chỉ có WH question chỉ nửa nông hả tiền nếu nó tiêu what did you do yesterday này ạ nếu sao bảo tiêu có ở đó chỉ nằm mò nó ok nếu bỏ khó quá nó giờ đó chỉ sự khó để nó về giờ họ tiêu nhớ đầu verb xong thì ý thì do thì chỉ nhớ đầu the past chỉ biết sau để thế này ạ what did you do yesterday nó xứ chỉ có giờ để tiêu I did my homework yesterday khế chị nuôi trò cá lóc bóng trò lo sổ nó thế này ạ chị cho thảo luận nông tế có ở đó chí có ở đó chí nó chị có giờ lo khía tế có ở đó chí trò lợn họ giờ lợn tế có bộ ô khả nó khả to nó chị có tế yes có ua nó thế này ạ ok lo chí có giờ tế lử khó hay tiệt
có yếu tế lược hỏi tia có chữ hay tia I did my homework tao được chữ có tia I went to the store yesterday nó là tao ý ăn gọi lên đó nó ok ok chỉ biết là sai khó chỉ chờ nó ok thì nó cũng yếu mất khó subject nữa nó lòng này ạ cũng mất khó subject nữa nó lòng tia do we này hơi trong lý trái do you này hơi trong trái để hơi trong trái này ạ bị chữ tia do có chỉ ở từ subject rồi nè ý là ai nó mà do cú nó ok chỉ số mũ có yếu sau tia you này ạ you chế khó tự nó lòng nó ok you chế khó ê do tự chữ nó chế do your nó ok your này ạ chế nếu bỏ tia you did your homework yesterday nè này ạ chế có yếu thì you did your homework yesterday học bút ta nó chế ai nó chế cú li nó chế mai nó ok chế bây giờ muốn khó nó lòng thế ạ muốn khó nó lòng thì you did not do your okay you did not do your homework yesterday cho khó nói như thế you có ua cứ cho homework nằm mọ họ khó nói là gì có chỉ ua okay có chỉ ua có khó homework nằm mọ nó là okay chế positive negative là khó nói nữa, nhưng là cố sự giờ do ai hay you hay vì hay day là nhưng là cố tới sự khó lòng do tôi sắp chơi do nó do mua khó you nữa nó là nó chế này chủ tàu sai ý là tiền nữa mua cần bên chỗ còn này ạ bị chữ do tiền bé chỉ hay tiền you này ạ bé chỉ li tiền đỡ nó xin à you did the homework yesterday nó xin chế so you I you your V này ạ ví dụ thì I you V day he she it lo bé chỉ lòng này nó thế họ nói như trong lều cũ tàn cho suy ạ họ nói về bị tiếc ó họ nói muốn kể này ạ the homework nó chỉ yêu lực của hai nè giờ cái con nào phrase này họ nói được kia hay tiếc giờ họ không vỡ nó tức gì giờ tiếc my thế you V yeah, my thì yours, thì our, là she her, là she his, là is. Cho nó là gì nếu một số là khi cần bên cho khoảng tiền ô giờ lên từ li này rồi, số mua giờ cũ là gì giờ my, hay giờ con là gì your, hay giờ pay là gì our, nó khi our, hay giờ tụ bên niệm từ li là gì giờ her, hay tụ xin nick là gì his. Họ tu ý là đó chí này chỉ là is nó là thế chế do tiền lưu chí mua cho cần bên cho khoảng này ạ có chìm hay tí có lý của lý thì lý có chỉ lý tiền khó không vơ nó sẽ chế có chí ni lòng lên nào khé ni hợp đỡ không vơ lên đó sẽ dạ vì ớ khó đầm mua kê là chế subject rồi nhớ lên tức là cả lý ní chỉ lòng này ạ khó nói là yếu nông tiền did you do your homework yesterday nè này ạ chứ còn nói là non general, ý là con muốn non ý từ tiếng Anh từ xưa nào thế, chỉ nửa tế thì yes I did, lấy giờ tiền no I didn't, nó lấy tới giờ họ có giờ tế thì yes we did, yes we did, nó là tao vì đó họ tiền we chế tế cho ó lên này ạ, cho họ dù nó chế nữa như chạy tao tiếc có hay lên rồi họ lên chế nhớ được share nữa hay cho lên xe ạ, giờ tiếc có xe này chế, giờ lưu của nó có tiếc did you do your homework yesterday? Nên chế có tiếc yes I did, nó là she họ có thể có được phương diện này của nông lên nó cho nên này tiếc yes we did, là she họ no we didn't, nó sẽ là thế cho giờ tiếc có nhớ được có hay xe này ạ, khó form nó chỉ nghĩ chỉ lòng này nè, nghĩ trong lòng cố xin này ạ, khó lòng chỉ là từ subject liên quan hay xin ạ, okay? Chế họ cá nó là chỉ nghĩ tiêu what did you do yesterday? Chế có yếu hay ý là liên quan của hay này ạ, chế có yếu hay tiêu we did our homework yesterday, nè ok? Là chỉ có yếu tiêu we when we went to the store yesterday nè này ạ ok chị khó nói với khó cũng muốn dùng từ yang mình chỉ nên đầu tiên nên là khé nhớ dùng từ à từ giờ nhớ you nhớ vì nhớ day lên từ lâu cả liền lên nào ok ok chị biết là sai nhớ từ yang rồi nhớ từ example này ạ
Which are example the action verbs, no? Okay, hey, the action verb in the past, you directly be mà muốn xài be verbs thế này ạ. Okay, the action verbs, the nhiều thứ dạng thì ít, the positive, lấy ở the kế của thầm đã thua thua bài này này ạ. Thế này ở the we watched movie last night, nè nè, okay. Thế này the be là gì subject này ạ. Bé nó là subject, giờ còn nó là verb, xong thì on là okay. Movie nó chỉ là ý kho object này ạ, object chứ, ý kho object. Last night nó chỉ ý là liên quan đến nào, nếu như năm mò là do nếu nên the past là này ạ, lúc nên thao mù là nó chỉ là hồ tiệt, lúc nên giả tà lò là này ạ, nếu ta thao mù nè. Chỉ có chủ tóc hết đấy là thứ tư ạ, buổi tán mà cô hết tiệt yesterday nó ạ, yesterday nó chỉ nửa tiệt năm mò, thì she last night nó chỉ năm mò tròn tu này ạ, năm mò tròn tu. Ok, chỉ nửa tiệt bé shy shy nè, ok shy. Song thứ ít thì watch thứ ạ, watch họ song thứ on là thì watched, nếu mà họ ch nó là ok ch ta mà chỉ mà ch ta cái là ch nó là ok we watched nó là giờ họ nói là quý à hiểu watched we watched movie nằm mò nó là ok nhưng do căn trọng tiệt từ subject rồi do linh từ lo ô liu của hai này do chúng mới còn nào ý là gì tiệt my movie rồi do your movie thế giờ lên đầu nó chỉ biết she họ xong thì ở biết she thì lúc sau cô sẽ giờ là subject bua với xong thì ở bua là object nó ok chỉ mua tên như vậy, ý là đi theo, ý là does theo do theo, is theo all lên đó này nhớ trong họ regular form này này, nhớ họ regular form này nhớ trong họ của past xong theo all là phải chỉ gì, actually giờ giờ lên từ từ qua là nếu như trong ý là gì ạ, nếu chỉ trong ý là bắt chung bàn ấy họ watch, chỉ họ bắt chung bàn ấy, nếu chỉ trong ý là nó này ạ. Bắt dùng bán nó mà yêu I you video giờ biết chỉ ni actually tới chỉ yêu he she it nó giờ biết ni cho con nó rồi này thật tới yêu cái đó ch nó thì chỉ nhớ là the past giờ biết chỉ có actually nó khé nửa trong nửa là cố sợ ok giờ còn negative nó giờ biết thì we didn't watch movie last night nó này ạ trên này sai tao thì bé chỉ say movie last night đó khó bút tay vì lý cha nó khó một didn't do nó vậy didn't do nó vậy khó do bút tay nó vậy khó verb thế gì vậy nó khó verb vậy là watch nó thế gì này vậy khó nói vậy khó helping verb nó ok thứ tư là negative thế question nó vậy bây giờ khó helping verb nó là ba này vậy vậy ôi bé hai ôi của hai bút tay giờ thì nửa thứ một do mua chỉ là nửa do thế thì mà khó nói mà xong thì ý mà yêu đồng này yêu đù na đù na thì cho con nói gì yêu đến na lại này yêu đến na giờ họ xong thì ý nhớ đâu bắt chung bàn này giờ biết chỉ đù thì chỉ nhớ đâu họ thì ơi yêu lúc này the past giờ biết chỉ did thế này yêu tiền gọi yêu helping verb ý hàng gọi thế này thì chỉ như một đôi the past giờ biết chỉ họ nói thế này yêu giờ họ verb ta nói gì nữa riêng nhớ rồi nói yêu lịch sử nó này yêu sử nó thì yêu họ verb thầm đã thứ thua bài thế này yêu thì cho con nói họ verb ở lớp ba có bé ở đâu negative theo bé ở đâu question xử lý họ did thế xử lý họ do liên hệ của hai thế này ạ thì họ lúc lạc suốt cái chân đó nó chỉ nửa chỗ mua ý là subject bộ verb bộ đồ object bộ đồ tổ nó thế này ạ họ con nói là chỉ thấy họ helping verb vì cái chi họ do nó mà họ yêu uo uo nó này ạ thì có yêu tao khía thì ở đó chi này ạ biết chi uo của nó thì lời nó thì có bộ uo của nó này ạ đã xoay biết thì chi là uo helping verb là ba biết có biết ở đó question thì biết ở đó negative nó ok thì chi có hai lương thầm đã thu bài sư gì biết chi ni họ helping verb nó là ba đi nó ok thì à giờ yêu he she it lên từ là yêu subject là cái liệt bị she yàng con nữa ok còn nó từ yêu học khi tới từ yêu past là này yêu khó nhón trong buôn là từ subject nó sư từ khi tới từ này yêu past là past là cái tổn nó bị chỉ có lên nó tổn nó thì yêu thầm mà đã từ thua bài lịch sử past chủ một tí khó nhón buôn là từ subject nó sư nó tổn nó thì chỉ yêu past rồi nè ok do nếu họ cá sen thành chia ấy nếu mua subject thì mua ấy khó helping verb nó là ok lợi nó chỉ nửa mà liên nửa do nếu khó sentence là do cá sen thành thật tức là cái đó lúc period là do lúc mày chấm thì nói chỉ sai tới cái cá lúc nó cỡ nó họ do cá lúc chỉ tới cỡ ấy nếu chờ mua mày chút
li no su en tha 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 bai no che sta dia nu tha extra information le sai na yo ho yo nu ko do ko no no che sta te ka lu no nu chang chi ka lu no nu ko la no ke yo ta ta lu period no che sta dia lo chia ka sentence chia de nu chai chia le nu ji do she relate do ka ko po no no ke che ko no yo ko chen keng ko ne to bao bi do ko dia keng ka xian de no yi jiao le qi bao le de ne yo le sa dia le shou du lu zao yi yo ti zhong yi ya tian ne zu xi suo ne de xi ji yo ne na okay ka lu tu no ne lo zuo li no ne lo gao zhe lu period no ji se to dia ko ban yong ne ne da lin de le ka qie bi qie mu ye ne yo ne ko qie ne cai ne zao le no na okay je ko nong ko xian ne je le yo nong dia did you watch movie last night no na yo họ nói chị yo yes là yo no question chứ giờ là support thì sẽ có thể yes là yo thấy no chứ vì là tôi nông tiệp bùi yo có work hẳn no nằm mò này watch movie nằm mò à trong tủ nè ok à yesterday nói chị yo nằm mò thua thua bài thì sẽ yo last night nói chị yo nằm mò trong tủ nè ok chị à có giờ thấy nhớ được có thấy sự có giờ thấy thì yes we did là giờ thấy no we didn't nó sẽ nào giờ có thấy lên được sẽ nào ok có thấy trả lời của nó sẽ nào giờ có you nó chỉ nữa apply to đâu có e link sư là giờ thấy này online này giờ e link con không cụ thể did you watch movie last night thì nó chỉ cụ thể thì à bị sư giờ cụ e link giờ cụ thể no I didn't nó hỏi giờ thì cụ thể cụ mỗi giờ nó chỉ cụ giờ thì no we didn't nó ok là giờ we did not lời sư cụ thể thì lời sư cụ thể thì yes we did nè nè yep yo ước qua lời nói chuyện cụ thể thì yes we did hay là ước sau qua nói chuyện cụ thể no we didn't nè ok chị cá họ nói là chị hỏi wh question chị cho chọn thì cho wh question đó xin được chạy lý giả sử dụng chị có sản nông lý giả có sản báo lý giả nó chị có nông lý khó có sản báo sử dụng xử lý thì có những nông tiền when did you go to the when did you go to bed là nãy nếu hay cho nó mò xuất thiệt, tức là nếu hay khó nó chờ nó khó nó chịu một relate đó cho nó, nếu là hay về thì à thầu tư hoàn co một bự nằm mò này ạ, ok, cho khó nó đó to, khó nó thì nó pass, có thể bỏ khó nó, cho nên tí khó vấp nó pass nữa, đua li cái nó chỉ lồng nó, nó chỉ có này ạ, khó nó cho nên, ok, when did you go to bed này ạ, thầy ta tiếc có một bự thầu tư when nó cho là all question, còn nó yêu helping verb, rồi yêu đi do, đó chỉ yêu xong theo all vì tên yêu pass này ạ, chỉ còn nó yêu go to bed, có yêu tên when did you go to bed general hay tiền, thôi tôi có bỏ còn điện nó sẽ chỉ giờ là chỉ cho hay tiền last night này ạ, là giờ là chỉ cho last night, là chỉ cho last night, là yêu yesterday, là chỉ cho đó chỉ là cái liền lên nào, có bỏ nó sẽ chỉ có những bao tiền automatic hay tiền, là nông cho lúc nín the past là yêu nín à ta thâu lo này ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ chua cho các nông khó khăn á. Có thể chúng ta mới thảm nó, tại lý nó, ok? Thế sẽ chua cho các nông khó khăn mà tu subject nó chỉ có nhớ tỏ hồng tế ạ. Nó chủ yếu did, là yếu do, là yếu does, là yếu is, là yếu are, là yếu am. Tên thật sự là nó chủ yếu có verb nhớ tỏ hồng tế là yếu helping verb này, yếu action verb này. Có thể chúng ta đó có helping verb, sẽ là do, là yếu does, là yếu did, là xin là ok? Hỏi dòng be verb này có mà start ra dòng be nó sẽ tùm be tư sẽ này ạ. Ok, tiền cho dòng tiền giờ là chỉ nông tiền last night nó là khó nói yếu báo tiền the past là vì nó khó nói yếu did là này ạ. Ok, chỉ khó nhục tự dàng của mỗi khó ua she thế còn nó sẽ giờ này ạ. Xin lý tiền ạ. She called me last month là này ạ. Chỉ cụ bị ạ tiền nữ tụ bắt nhận ở hù cụ lúc lý tả lọ nó. Ok, thật tức nếp bỏ khó hù tiền last này ạ. Last month là yêu last year nó chỉ sẽ tới tiền thâu lò lúc xong thâu lò là yêu lúc gì thâu lò là yêu khó năm mò thâu lò nó ok ý khó nó là chỉ nó chạy tới lên đời thiệt hỏi khó nó chỉ last nó chỉ cúc cản đến đấy thiệt nó là cúc yêu tới chỉ yêu có bỏ yêu đi à nhón thôi khó chỉ hở đi nó là chỉ nó yêu tiền thâu lò nó này ok nhỏ khó yêu đi năm mò là yêu nút mò đến đời nó ok chỉ khó nói chỉ nó yêu negative form này ạ, hay thì she didn't call me
last month นั่นน่ะยะเดี๋ยวบอกนอนึตึปอนะยะยอดเดียวยอด regular form ซื้อไปถามทั่วไปซื้อเจลุสู้เลยชอเนาะเจขอนอยะส่งที่ออซื้อที่ชีก็ว่า negative ที่ question เย็นๆจงเดี๋ยวไปอยู่ถูกต้อง more helping verb จะละอวนะยะสิเตีย did not แล้วชี didn't นะโอเคคอจะขอคอเนาะจีเอา the past นะนะหนูจีมวกลองเหรอลอง only อะกว่าให้เนี่ยนะ the past ก็ป้อแต่เดีย subject จะขอ verb บวกกับ the subject เนาะจีเขาก็ป้อแต่ขอเนาะจะส่งที่อ๋อเนี่ยจีก็ป้อแต่หนูถัดจาก the past หอขอเนาะจีหนูจะย้อน negative เลยย้อนหนู didn't เนาะจีจีก็ขอเนาะด้วยจีก็ขอเนาะด้วยต่อ subject ที่ขอส่งที่อ๋อซึ่งจีก็ยี่ป้อให้เดี๋ยวนี้ย้อน the past นะหอต่อเนาะจีชิโก้เลยย้อนคอเนาะจีนึ่งนึ่งยี่จีก้อเลยนะนึ่งจริงจังแล้วกูมี last month เราจะเคลียร์ลูกเชิญใช่ถูกตื่นไงอ่ะโอเคเขาก็จียอดเรา present อีอะไรนู้นไปถามนะยอด present simple นะยี่เนี่ยแต่ she doesn't call me นะจะเสร็จตัวเดียวนึ่งยี่จีฮู้ผู้ถอนตัวจากนอแล้วนึ่งจีฮู้นึ่งชิ้นโมขอ last month เราจะต่อเนาะโอเคจีนี่ย้อนหนูเดียว or yes ที่หนู question จีนี่ย้อนเดียว did she call you last month นะยอดที่เนี่ยจะบอกเดียวโอ้ไปย้อนเดียวนู้บอกหูก่อนนะยอดตัวปนเนียนเดียวนู้บอกหูก่อนลุ้นทีเท่าหล่อแล้วนะจีก็ย้อนเต้นเนาะแต่ก็เดียวเลยย้อนหนูสินะโอเคจีจะน้อยย้อนจะ action verb ก็คือมีชีตเนี่ยลีนอสเนาะย้อนธรรมดา positive form ซึ่งเนี่ยจะเป็นจะชีลุสู้เนาะซึ่งคนเนกาทีฟเนาะจีเป็นจะย้อน add คน did not ตัวซึ่งเนาะแค่ did not นอตัวซึ่งคนดูลีจีจงลูกซึ่งจะย้อน are you there จงลูก question จีน้องตีคน did เนาะซึ่งจะย้อน are you there he she it เราเป็น she did ซึ่งเนาะแค่ย้อนตัวนี้ the past จีนี่ยงยี่ลีนอสเนาะจีเป็นคนมูใช้ของ be verb เทียให้เตียนย้อนตัว the past เอลเขาอยู่ ask question เทียลีจ่าเทียนอะไรอ่ะโอเคจะเป็นเราใช้ของ be verbs นะย่ะโอเค be verbs จะย่อกันจงเดียวกูต้องเห็นเดียวย่อ I ที่ he she it นะจะนึกย่อ was นะย่ะเขาย่อ you we they นะจะย่อ were นะแค่กูต้องเคยเรียนที่ต้องเป้าหน่ะหรอนี่กูมุ่งใช้กูขอ channel ที่ย่ะจะขอ regular form จะนึกย่อเดียว I was happy นะย่ะ be นะย่อรักชิม be นะจะย่อ she เราป้าเราจะ adjective นะย่ะสิ่งเดียว adjective นะจะนึกเรา describe now นะย่ะadjective เราเขียนเจ้ากูให้เดียกูจงลิจานอะไรอ่ะเจ้าคนนี้เขาหลบป้าให้เดียกูจงลิจานอะไรอ่ะเจ้าเดียหรือจีลิเดียกูจงเชื่อซื่อนั่นหรอเป็นมองเป็นฮาลินเดอร์ด้วยชิมิการนั่นเจ้าเลยเดียกูอยากดูจงเชื่อนั่นอ่ะกูอยากดูจงเชื่อนั่นโอเคกูจงเชื่อ I was happy นั่นเจ้ากูต้องให้เดียบีเวิร์บเจ้าหลบป้าด้วย adjective ด้วยชิมาบีเวิร์บเราก็ว่าต้องขอเชิญที่อ่ะบีเวิร์บนั่นจะไปชี้นี่ helping verb จะนอนจะย่ออีจอว่าละหู linking verb ละย่อเดียร์ละย่ออีจอว่าจะนอนจะบีเวิร์บจะยิ่งว่าให้เราจะยิ่งย่อ helping verb เท่าไหร่ย่อที่ชี้มาหนูยิ่งย้อนจอขอเนาะอีอะไรหนูยิ่งว่าหนูยิ่งว่าอีกา sentence เลยเนาะตอนนั้นที่ชี้ย่อเดียร์อีจะ helping verb พูดตามออกมาไป show regular form จะไปชี้นี่ให้เดียร์ I do go to school ไปชี้ให้เรนเดอร์โอเคเจ้าคนนอจะนี่ย้อนตรงนั้นนายอ่ะต้องใช้ helping verb เจ้าจะลินเดอร์นายอ่ะจะได้สวยจะนอไปที่ home be verb จะพูดได้ helping verb ย้อนตรงลินเดอร์สมัยอ่ะย้อน regular verb ซึ่งนอเจ้าอย่าลืมจะ verb ให้เตีย I talk I speak I go นอซึ่งเจ้านี่ย้อน action verb ไว้อ่ะ home be verb นอเจ้านี่ชิมว่า action นะย้อนตรงนะนี่ชิมว่า action นี่จะล็อกให้เตียกูจงลีจะซื้อหอจะ helping verb พูดได้นอเจ้า only she เราป้าว่า question ที่ว่า pass negative ซึ่งนายอ่ะโอเคเจ้าขอน้อยอย่าเดี๋ยวเราsimple present นะเจ้าไปอยู่ไอเดีย I am happy ด้วยชีขอส่งที่ on the am นะเจ้า was เลยนะย่อเจ้าเสีย I was happy อย่าเดี๋ยวก็ให้ทั่วไปซื้อนะเจ้าถอดก็บอกขอน้อ I was นะซึ่งเจ้าบอกเดี๋ยวถัดสรุปในเงี้ยตลอดแล้วโอเคเจ้าย่อ negative นะเจ้าก็เดีย I was not happy นั่นแหละย่อแล้วชีก็อยู่ไอเดีย I wasn't happy นั่นแหละโอเคเจอขอน้องเนี่ยก็จนตื้มขอน้องเราอ้วนในกระเด็บซะหน่อยอ่ะเดี๋ยว I was not happy เจอเราไม่ย้อนเราเจอเราไม่รู้สูญเชยเจอเราจอตัวน้องด้วยจริงเนี่ยเดี๋ยว I wasn't happy นั่นแหละแค่เจอแต่ตัวก็ถัดจอถูกตื้มนะมองนู้นมองถูกตื้มเรากันเลยเลยด้วยชีขอน้องซื้อจริงนี้แค่ตัวเดียวก็ถัดจอในยาตาทรมานอ่ะ
Okay, WH question, how were you? Not a simple present, how are you? Okay, you have to be simple present, how are you? How were you? Okay, I was happy. I was angry. Go you highly jala to tan chora. Go you she call wa adjective to lo to tan chora yo. Go you highly jala to tan chora. Go she got you non see yo. Go she got you non the I was blah 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 happy ball. Yo the sad ball. Adjectives, so my y'all. How y'all know? Were you happy? Beginning, can no y'all call yes or no question? Y'all can be na y'all. So that the were you happy? You know, so put that the couple don't share na y'all. Check out your day. Yes, I was. Okay, yes, I was. The she or the yes, I was happy. Okay. Yes, I was. Then you have short. No, I wasn't. No, I wasn't. No, I wasn't. No, I wasn't happy. No, I wasn't. No, I wasn't. Okay? He was tired. She was sad. It was funny. Tired, nó chỉ dùng gần gần xuất xa, xa, nó chỉ tu xia hoặc funny, chỉ sầu luôn này ạ. Chỉ cho regular form, nó chỉ nữ như hay ạ, xin nào có bỏ he, she, it, là bên she was, chỉ mà li mua đôi adjectives này ạ. Ok, chỉ ô lưu của hành dân trọng tiên nhớ đó simple present, chỉ cho is nè. Is, thì she mà nhớ đâu nó, nó chỉ bên she, she was, là xin này ạ. Chị à khó nói là chị cũng muốn sâu 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 hay đi à thì he she is or negative là những ý dạng gọi lên này rồi he was not happy nó là những ý giống ý dạng nó sẽ là I was not happy he was not happy she was not happy it was not happy này nè ok chị giờ có sâu nhỏ rồi chị he wasn't happy she wasn't happy it wasn't happy này nè ok chị nhỏ được có sự có sâu chả là tao tan chó chị hiểu là lớn nung là chị khó nói là chị nhiều rồi tia was he sad này rồi sẽ tới tia ô bố tao bố giờ nữ tu tu xia này rồi chị nhớ là coi cái giờ tới thì yes he was nó là tao có giờ tới no he wasn't là chị có giờ tới tia no He wasn't happy. Lo shi ko yo te de yes na yo. Ko te yes ko te yes. He was happy. Na si na okay? Je lo yo to kan nong dia how was he? How was he? Nó chỉ là bóng trò khó có yếu bia tên nữ dung lý chả nó này ạ. Nhưng trong tiếng how nó chỉ là nữ thả cho tế dung lý chả nó này. Okay, he was happy đấy ạ. He was sad, he was tired. Nên how was he? Chỉ nữ sắp bỏ tí ạ. Tự dính nên tự dung chả này ạ. Chỉ nhớ cán trọng gió trọng nó, okay? Hay tí ạ bế mê khó xuyên nó chỉ nữ WH khó xuyên ổn tế là lo. Không bí vợp nó nữ ý là nhớ đợt nó ổn tế khó xâm chuyện nó. Okay, question chế cho helping verb là xí hợp chống be verb thì cho WH question nó ổn nhỏ ổn đề to subject nó ok, to subject chế cho he nó chế cho nó nhỏ ổn đề to subject ta lý ổn nhỏ trong question chế nữ trong linh tờ nó ok họ negative thì positive chế có subject nó nhỏ ổn đề nó subject nhỏ ổn đề chế xế có yếu hài sơ negative lý có yếu hài sơ positive chế mà lý mù trâu cho nó xứ nó ok chế họ tìm be verb này chế bế chì xì khó was not lý was nó xứ thì xì khó helping verb bụi ta nó chế yếu có hài sơ negative nó chế có xì don lý có xì didn't ý lý của hài bụi ta xứ này yếu hài sơ regular xứ này chế yếu chủ yếu subject theo verb lý xứ nó nhỏ chung lý ạ chị biết không một sai we you they thế sẽ học trong lịch trình à thế chị biết là sai không be verb xử lý thì yo we rồi yo they cũng mà lịch long đối với sai nó ok
So little your regular form so na je ku yo the we were tired na na yo je ku to khane te yo I he she it na je be she was the she we you day na je be she were na okay word or call plural na yo so little yo e leng so na je ko she was ho yo all in je mu la na je ko she were na okay V nó chỉ là subject pronoun chứ thì she hoặc bịt chữ có hiểu hay tia Mike and Tom này ạ. Mike and Tom were tired. Okay, có bỏ nó tới họ all in này ạ. All in game mù cái bịt chữ cover nữa nó là okay, cái mà mua được adjective này ạ. Chỉ có hiểu tia. Chị họ nói là regular form này ạ. Chị họ tìa họ negative form này chị bế hài tìa nô bế chỉ xa này ạ. Chị bế tìa we were not tired nó nó ok. Là chị họ tìa we weren't tired nó nó. Chị họ nói là họ bế ạ họ nói đó xứ ạ bế ạ họ nạ nó đó xứ. Chị họ nói là contraction này của hài bế mới nhỏ lòng này ạ. We weren't tired bế chỉ xa nó nó ok. Bế xa bế chỉ xa nó ok. Chị khó nói chị, were you tired? Khó nói cho yes, là yo no question. Sư yọc, chị nữ tìa có bố xa, nè chị có yếu tế tìa. Có, yếu chị hô có, khó nói mà, tô có là tao tớ xì khó case của thả, khó cụ tế nó, nè chị cụ hài có, nè yếu nế all in, ok? Vì chữ có nông ư, hãy tế ư bố xa, nè chị cụ yếu tế, yes, we were, nè yọc. Lo xì bế đó, anh nông bế được khen nè, yếu lì cụ nông, cụ tụ bố yếu all in, nè cụ tìa, were we tired? Cú nông ý à lý bố ta hay tế ư bố xa này ạ. Cú nông, cú chỉ sure, cú nông sure, cú tụ bố yếu hay yes, lý yếu hay no. Nói chênh yếu tế no, we were not tired, lý yếu tế no, we weren't. Short answer, chứ yếu lý nó sư tư xí hô có xa, long answer, chứ có chi tỏ hô tired, nói đó sư nè, ok? Vì khó nông, nữ yếu lôn trò cá sentence lý nọ này ạ. Khế chênh dọn chống tí, yếu mê khó xuyên, chứ mô khó verb nè nông mù tùa tà hông tế sư. Chị đua lý chị yếu lý nó sư yọng dọn chung tìa thảo bế mê khó xuyên nè chị. Bế mô khó nó mù tùa tù khó nó khó chơ khó khó nó lo nhó tà nó. Lý khó khó xuyên nó nè yọng. Yếu lý tìa yếu bế. No sorry. Yếu tìa bế hai regular form nè chị bế mô khó nó chơ mù chó rà tà hông tế. Mô khó nó chó rà tà nó yếu lý nó nè yọng. Thì xí cho tìa bế hai khó xuyên nè chị bế mô khó verb nè chơ mù tùa rà tà hông tế. Mô khó nó chơ là tùa rà tà nó nè yọng. Xí lý nè tù bỏ nó nè yọng. OK, chị chọn trong lên đó nè. OK, chị biết giờ chị đã bao nhiêu age question lọ khó nọ, nếu như trong lên cũ nè, nếu như nhớ tỏ hơn thế ạ, chọn trong lên của hai này ạ. Chị nếu như thì where were you yesterday này ạ? Nếu nông tiền năm mò có nhớ khó tư này ạ, nhớ khó tư, có nhớ năm mò này ạ. Where were you yesterday? Dọn trong hay tiệt có xong mới cho lò bì đó mong cho lùa hay tiệt. Ô cha hay trọc cát trọc quan này nọ có chụp báo tiệt. Lú lạc sút do lì cha lú lạc sút chỉ do tiệt do question chỉ. Khó nói do cho ra bùi ấy question nếu chụp tua tao không để chắp bờ lở vì nó thả cho ra chỉ. Chỉ khó nói là do question thế vì đó khó thì khó nói khó verb anytime liên quan do nếu question là chỉ nếu chụp một tua ra tao không để tụ subject gì nữa ok. Chỉ khó vị thì có dọn cho tao thì có cho nó sư có xong một giá cho hay tiệt. Chà trọc át trọc của này ạ. Lúc viết thi trên dòng chống lưu của hãy nè thì yếu question chê EWH question or chê yes là yếu no question lên đó xứ này ạ. Yes là yếu no question xứ ná. Chê nữ chơi yếu should, yếu could, yếu can tên đó là có những hài ý à lý yes là yếu no là yếu thì có bia chi lên đó xứ ná ok. Trên dòng chống tiêu lúc lạc xu chê anytime có ổ question chê cho verb nữa chủ vấn đề tù subject lên á. Dòng chống lên đó xứ này ạ. Chị sẽ có thả cho the past là the present là có thả cho có hoặc tense nó có thả cho lúc sau từ nó chỉ có she còn đợi cho nó ua question còn nên theo báo tiểu có nông cho lúc chay nó nông cho lúc chay nó nó sẽ nói vậy. Chị nên không tiểu where were you yesterday nó chỉ có vừa tiểu we were at our friend's house nè ạ. Cô lưu của hai nó you nó được apply tao đâu có thế nên all link đi xí nè ok. Chị có yếu tiêu we nó là tao hoặc yếu tiêu ai nó là tao nè ok. Thì xưa lưu của hai có hai ai nó chỉ có nói yếu was là nè ạ. Thế có nói yếu mày nè. Vì chứ yếu có tế tiêu ai nè ạ. Có tiêu ai was at my friend house
OK, yo có tế chẳng dọn trọng tế vi nó chỉ khó nó áo nó chỉ yo à tế lì nó OK tế lì họ khó nó mai chỉ họ cú lì này ạ. Chỉ có yo tế lì chả là to nhưng mà có tế xin dọn trọng tế you nó apply to trở lên này ạ. Chỉ có we were at our friend's house. Vì lì chả có thể lì lọ tế lì nó này ạ. Vì cho khó nó nông cho khó chơi tử này ạ. Nếu chỉ có nông cho ưu nọ này, kiểu tức hệ cho WH question này ạ. Hay tìa where nó chỉ nửa thả tên nằm mò có nhó khó tư, nó chỉ có tìa ồ. Nằm mò của nhó tại của tư phương như lúc chế này ạ. Nếu nông tìa where were you yesterday, nó tớ chỉ có chỉ lì tế tìa we were at our friend's house. Nó sẽ là to hồ, có dù tế tìa we were at our friend's house yesterday. Nó là ý tàu ý ảnh gọi chúng ta đó, ok? Chị à, tớ yêu UV day là biến sĩ à, linh tận này ạ. Nếu như tiền đề they were tired do là cú sinh nào khỏi nó chỉ mỗi chỉ lỏng lỏng khỏi tao không tin là gì ạ rồi giờ tiền đề they were not tired nó lấy tao ý anh chỉ lỏng khỏi nó lỏng từ subject chắc có thật sao đấy chỉ sinh nào cái past simple cái nếu như dùng gì lên nó sẽ là chỉ lỏng đấy ạ cái were you tired nó lấy tao họ were they tired nó lấy tao nó ok were they tired? Chế có lòng khó subjects nè, yếu có thả tự subject thì chế có lòng tự nó sẽ yếu. Cái thì yes, they were, nó sẽ yếu. Là xí yếu thì em. Were they? Nope, khó nói chí mua là yếu. Khó nói yếu khó ý sứ. Chế có yếu thế thì no, they were not. They were not tired, nó sẽ nào kế có lòng tự subject sứ. Ok, chế bế lo lòng có học án hồi này yếu. Where were they? Yesterday. Nó sẽ nói ok, bế lòng khỏi subject sứ. Chế à là yếu tế hệ tìa. They were at. Chế khỏi nó lòng nó ok. There là nó ok, cho dùng tia dê nó chỉ cho lỡ chó phong dư nó ok, lỡ li phong dư lúc trẻ. Nó ok, chỉ biết lòng li nó dọ. Chỉ khó cá nó chỉ cho khó bụi ta của hai xứ chỉ chính đi khó nó nè. Ok, chỉ nên tức bỏ hai tia biết lòng tu subjects này dọ. Đô li chỉ rối giả xứ chỉ chờ cho UV dê. Lo bị she were xứ nào kia bị she were xứ ở lên dây một chỉ bị she were chỉ do tiệm này nó lâu ly nó chỉ do there họ bị ly chỉ hour cú ly chỉ do mine họ có ly chỉ do your họ tụi bên này ly chỉ do her tụi bên này ly chỉ do his tụi ý ở đó chỉ ly nó chỉ do is xứ này ạ ok chỉ ta ly nó là xứ ạ chỉ nếu mua ó bị khó lên nó xứ xử lý thế ạ helping verb thì be verb thế này ạ. Chế kế mấy question chế nên do lúc xưa ý ạ của hai xứ ý ạ question chế khó nông tốt tạo hôn đề khó nông nhóm được khó chờ thế này ạ. Ý ạ lì hậu cá nó thế này. Ý ạ lì hậu cá nó thế này ạ. Ok, hồi yếu regular form, ý ạ lì positive form này ạ. Chế tu subject vấn đề chế mà mũ tốt verb thế này ạ. Khó nông là yên yếu verb thế là chỉ nữa be verb xử lý thế chỉ mua action này ạ. Chỉ mua action chế nên là bia cho u cho nó sư ý là thay ở chứ xa có tổ chức bử trong lên đó sư này ạ chứ có chữ ô đá chí lên á nên là bia cho có tổ chức bử sư chế nữ nó bế cô gửi ta lên nó là sư ý thế này chính các sư khó thương nó là nế cô xôn đỡ tốt đồ cụ thế ạ ô lì của hai nâng tàu chế cụ yên khía chí ta bồn đỡ trong này thế ạ yếu khó thương của họ khía chí ta nó là nế họ xôn đỡ tốt đồ cụ thế ạ ý nữ nó bế xin chí lên nó sư trong xe theo cho nên là còn của cho video thế ạ yếu thế này nhẹ thế nó là cú subscribe đó của channel thì trang đi tê đó của video thì cú share đó của giống như thế này ạ. Chỉ nếu nào bé xin chi lên nó sư bé mà xin chi đồ ở đâu lười đại video tận đây nào nọ ok bye.